Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Evinun 2, let's go. Ok. Đây là một tầng hầm nào đó. Wow. Và mình ở ngoài hiên. Đây là một cái gì đó. Tắt đèn. Wow. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lên lại trên cầu thang. Oh my god. Cái này chắc là một con quái thú mà Evinun đã từng nuôi nó. Chú đây. Rồi mình sẽ chạy ra ngoài. Cửa này thì không mở được. Ôi, con yêu quái đang ở đây. Oh my god. Chạy cái đã. Rất là đông luôn. Còn quái vật. Oh my god. Wow. Đấy đúng là một tựa game kinh dị. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 2. Rồi, fake quay, horror. Let's go. Let's go.
rồi các bạn ăn giữa cốc này. Wow, biến thành một cái thùng rác. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 3. Evindo. Start game. Continue. Let's go. One day. Rồi, ở căn phòng này thì có một cái xô. Xô đựng nước. Thực ra nó gọi là cái chậu, chứ không phải là cái xô. Mình sẽ đựng nước này. Ở đây xong có gì không? Không có gì ở chỗ này. Cái gì đây? Ok. Tựa game Evindo này không biết đã fix lỗi chưa. Thì cái lỗi của tựa game này đó chính là không mở được cái két sắt cuối cùng. Ok, mình sẽ lắp vào khẩu súng này. Mình sẽ mở đây ra xem còn gì được không. Rồi, let's go. Và cái lọ này mình sẽ tẩm vào thức ăn cho cậu bé. Trên người cậu ta luôn luôn cầm một con dao. Một cối bi. Small trick ấy. Đó chính là mở một hộp để các bạn xem mã số.
Đây là một đoạn dây điện mà cậu ta đã từng nuốt vào. Và các bạn sẽ lắp đoạn dây điện này vào. Ở đây cánh cửa mở ra. Ở đây các bạn phải chế một loại thuốc để vào trong này. Mình sẽ bẻ thêm một cành cây. Sau đó thì các bạn sẽ cuốn rẻ vào, rồi lấy lửa. Let's go. Oh my gosh. Hình như là mình chưa lấy lửa. Đây. Phải tổng. Sau đó thì sẽ lấy được. Ok. Và các bạn sẽ mở cái này ra. Thắp đến nào. Ok. Tiếp đến đó là mình sẽ phải đi lấy một chiếc chìa khóa mở cái smart key. Ở trên này. Nó nằm ở đây. Ok. Và bẻ một cây nấm luôn. Năm tám năm một, ok. Sau đó các bạn lấy nước ở đây. Và khi uống vào, các bạn sẽ vào được trong ngôi nhà này. Đó, không hiểu sao bị lỗi cái này. Đó, không mở ra luôn. Bị lỗi các bạn ạ. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game thứ tư. Slenderina. How of Slenderina. Hoặc có thể là theo mình nghĩ thì là do chỗ tựa game của iPad nó đang bị lỗi. Còn mình thấy vẫn ở Android vẫn vào được và vẫn mở ra bình thường. Thì khi mở ra cái đó ra thì sẽ có một chiếc chìa khóa. Và các bạn sẽ lấy chiếc chìa khóa đó để mở cái cửa chính ra, rồi các bạn sẽ thoát ra khỏi đó. Đó là bước cuối cùng. Nhưng mà bước cuối cùng mình không làm được, bởi vì tựa game nó bị lỗi. Rồi, và mình sẽ mở ở đây ra. Ok. Ở tựa game này thì nó sẽ rất dài các bạn nhé. Các bạn có thể mở cái kia ra và đi vào bên trong một căn nhà. Nó rất là dài luôn. Tựa game How of Slenderina này. Và lúc đầu thì các bạn phải đi tìm 8 mẩu giấy. Thì đó thì các bạn sẽ ghép vào. Thank you.
Rồi, tiếp tục mình sẽ đi căn lên căn phòng tiếp theo. Mở giấy thứ hai. Đây có một chiếc chìa khóa, mình sẽ nhặt luôn. Mẫu thứ tư, không có gì đâu. Tiếp tục đi vào trong sâu. Oh my god, có ngàn tiếp nào, sao có gì không? Một con ma nó vừa ngó mình, xem chỗ trong căn phòng này có gì không. Nó không có gì luôn. Mẫu thứ 5. Đó, các bạn cứ đi tìm tất cả là 8 mẫu. Sau đó thì các bạn sẽ mở ở một cái ngăn, ở trong đó thì có một chiếc chìa khóa khác, và các bạn sẽ mở ở căn phòng dưới cùng và đi tiếp vào và làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Into City 2. Let's go. Ở cái game này, phần này thì các bạn sẽ phải chạy cho 2300 feet. Mình sẽ đặt cái này đây, xem có gì không. Oh my god. Ồ rồi, đang thấy đạn bị lỗi rồi. Như thế mình sẽ chuyển sang nó. Không sao, mình sẽ lại còn lại. Let's go. Được nửa chặng đường rồi, tiếp tục nào. Ah!
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Evinun. Let's go. One day. Wow, không hiểu sao mà ta đi vào đây được cái tải nhỉ. Ok, xuống thôi. Oh my gosh, đi rồi. Wow. Bà ta đi rất là nhanh luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. See you here. To my door and open it. Đó là các bạn sẽ mở cánh cửa đây ra. Anh chàng sinh viên này thì cao chỉ khoảng bằng các bạn thôi, nhưng mà anh ta là một quái vật ngoài hành tinh, cho nên các bạn không thể nào chiến đấu được với anh ta. Rồi, let's go. Mình đã cởi được cổng tay ra rồi. Các bạn ra chỗ cửa, sau đó thì sẽ quay lại. Để biết là cái gì. Ok, backwards. Trước
Rồi, đã thành công. Và các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới tiếp theo. Grandi, Evin. Start game. You go. Oh, giật thế. Không có gì cả cái tài chứ. Cửa đây cũng mở ra mà trong này cũng không có gì. Đây là phòng học. Mất xin. Đây là một cuốn sách cổ. Sắc cổ luôn. Oh my god. Wow. Đi luôn. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Chào các bạn trong clip tiếp theo.